mọi người, mình là Đỗ Nhật Hà, quán quân của cuộc thi chinh phục hàng Mỹ năm 2019. Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người chuyển giới The Tiffany Việt Nam 2018 vừa khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Đỗ Nhật Hà, 23 tuổi. Cô được chủ tịch cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế trao vương miện. Nhật Hà tên thật là Đỗ Nhật Tân, hiện đang là sinh viên Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Hà sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2019 vào tháng 3. Thực ra từ nhỏ thì mình đã có những cái cử chỉ như là một bé gái rồi, nhưng mà Hà vẫn chưa nhận thức được là sau này mình sẽ trở thành cô gái như thế này. Đến tận mà khi mình bước vào cái giai đoạn mà mình có những cái rung động đầu đời, mình có những cái tình cảm với những bạn nam khác, thì mình mới biết là bản thân mình thực sự khác biệt. Thời gian đầu khi mà Hà công khai giới tính thật của mình với gia đình cũng như là với bạn bè xung quanh thì mình đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Ba mẹ không hiểu và mẹ thì cứ nghĩ đó là một cái chứng bệnh, và ba thì thật sự không có hiểu mình. Cho đến tận bây giờ thì ba vẫn chưa thật sự là chấp nhận được cái việc là ba có thêm một người con gái như vậy. Những sự việc nó đến với mình thì nó cũng xoay quanh một cái chữ gọi là chữ duyên. Mẹ cứ nghĩ là đó là cái điều đó, có một cái điều gì đó nó xấu xa và nó không có tốt cho chính đứa con của mình, nên là mẹ phản đối rất là kịch liệt. Nhưng mà do là mẹ cũng có một số những người bạn ở nước ngoài, rồi chị em cũng đang là du học sinh, nên là những cái vấn đề đó thì đã được định hình tư tưởng nha mẹ. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó thì mẹ mới ngỏ lời với em và mẹ muốn là đồng hành cùng em trên chính cái đoạn đường này. Mình cảm thấy là mình khá là hạnh phúc khi mà mình được trở thành chính con người thật của mình. Nhưng mà do lúc đấy thì cơ thể và ngoại hình vẫn chưa có nhiều điều hoàn thiện, nên là mình vẫn còn một cái điều gì đó khá là mặc cảm và tự ti. Nhưng mà bây giờ thì bản thân Hà cảm thấy là mình rất là tự tin, rất là thoải mái. Khi mà ra đường thì mình không phải dè dặt, không phải sợ cái điều gì hết. Và mình come out ba rất là sốc, nên nó mới dẫn tới cái tình trạng là ba khó chấp nhận cái việc này. Tại vì giống như chị nói thì em là đứa con trai duy nhất, thì thường những gia đình mà có con trai mà là con trai một như vậy thì họ sẽ đặt rất là nhiều kỳ vọng. Họ sẽ mong muốn một ngày nào đó con mình cũng giống như những người con trai khác, sẽ lập gia đình, sẽ có con, có công việc làm ổn định. Nhưng mà những cái điều đấy thì không thể đáp ứng được. Nhưng mà rồi một ngày nào đó đứa con đặt rất là nhiều kỳ vọng vào, thay đổi 180 độ như thế, thì đương nhiên là không thể nào tránh khỏi cái việc là sốc và khó chấp nhận như vậy. Thì vấn đề cũng không trách được em. Quan trọng là em nghĩ là thời gian sẽ trả lời được cái việc em làm là đúng, và em tin là một ngày nào đó ba em sẽ thật sự chấp nhận và thật sự mở lòng hơn với đứa con. Cho tới thời điểm hiện tại thì không mong gì hơn ngoài cái việc là sẽ có một ngày nào đó ba sẽ thực sự mở lòng một cách tuyệt đối với mình. Và mong là ba sẽ nhìn vào những cái việc mà em làm, những cái thành công mà em đạt được, để từ đó nó có thể ngày càng cởi mở hơn, không chỉ với bản thân em mà còn với cả những người thuộc cộng đồng LGBT và đặc biệt là người chuyển giới. Cũng như là ba sẽ ngày càng tự hào hơn về đứa con này. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi sắp đến thì Hà xin được gửi lời chúc đến tất cả các khán giả của Báo Thanh Niên sẽ có một cái Tết thật là ấm áp bên gia đình và người thân, và sẽ luôn luôn thành công, luôn luôn có được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hà xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất.
đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.